xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ. Chiều diệu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Lòng xa thương nhớ nhớ đến tôi lòng không đi tìm con. Tôi về bồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ trong tôi mỗi khi Bình Cường vừa quý vị các bạn trải nghiệm một chút về nông thôn của Việt Nam xưa và nay. Ngày xưa trước thì là từ trước đây thì là đã có những mùa gặt là lúa mùa tháng 5 và mùa tháng 10. Thì vụ này là được gọi là mùa tháng 10, mặc dù không phải là chưa phải tháng 10. Hôm nay mới có ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Dần âm lịch, cũng là ngày 19 tháng năm 2022. Bình Cường mời quý vị các bạn trải nghiệm một chút đường làng ngõ xóm mùa gặt của thôn Thờ Vực, xã Bình Bình, huyện Hòa, tỉnh Phú Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi những chút phim của Bình Cường, mong muốn đem lại niềm vui, đem lại hình ảnh của quê hương tới quý vị và các bạn gần xa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy kênh hay, có thể đăng ký kênh để mỗi đoạn video của Minh Cương đăng lên, máy của quý vị và các bạn được biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nhà Minh Cương cách đây khoảng 15-25 năm là cấy được khoảng 2 mẫu cơ. Nhưng bây giờ chỉ có cấy 1 đến 2 sào để có chút lúa ăn. Đồng thời đôi lúc mình cũng chăm bón một chút, gặt một chút, thu hoạch một chút để tạo ra những hạt lúa để mình tự ăn thôi. Hiện nay nhà Minh Cương trồng có 1 cho đến 2 sào gì đó. Chứ không, cũng không cấy trồng như ngày xưa. Ngày xưa là người dân là chú trọng rất là nhiều tới hạt lúa, bởi vì lúc đó nhà máy công ty xí nghiệp rất là ít. Còn bây giờ nhà máy công ty xí nghiệp khá là nhiều, nên lượng người đi vào công ty nhà máy nhiều, nên người ta ít chú trọng đến nông nghiệp hơn. Con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bươm bao bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là cô trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rừng trắng hoài đêm. Quê hương là cô trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ. Cầu tre nhỏ mẹ tôi về non lá nghiêng che. Quê hương ơi những đêm trăng tỏ, kìa hoa cau đã rủ trắng ngoài thềm. Chúng khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm bao bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm cua nước ve. Quê hương là cô trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rừng.
Riêng cô Thiên trong một buổi sáng rất là đẹp trời, có những cái lắng hanh vàng của mùa thu để cho bà con phơi lúa, thu hoạch lúa được thuận lợi hơn. Chiếc giếng này cũng là gọi là chiếc giếng cổ, cũng có từ lâu lắm rồi. Đang có mặt ở một chiếc giếng. Chiếc giếng này được gọi là giếng cô Tiên. Giếng này cũng là một cái giếng cổ có từ lâu lắm rồi. Và cách đây năm 2019 thì đã được tu bổ. Nói một cách khác là xây dựng lại mới. Cái chiếc giếng này thì vẫn nguyên, còn xây vùng quanh để cho sạch sẽ hơn. Ngày xưa thì giếng nước các cụ vẫn thường gánh nước về ăn, về sinh hoạt, thậm chí về tắm táp. Còn bây giờ thì là thời hiện đại, người ta không còn dùng đến nước giếng nữa. Người ta dùng đến nước máy, rồi dùng đến nước giếng khoan, các cái nước mà người ta tự chủ hơn. Đâm ra nước giếng thì không còn ai dùng nữa. Mặc dù chỉ là để cho đẹp cảnh quan, đúng với cây đa giếng nước sân đình, tượng trưng cho miền quê hương của Bắc Bộ nói riêng và nhiều nơi khác. Thật là tuyệt vời trong một buổi nắng sớm như hôm nay. Các luống lúa được bà con phơi dưới ánh nắng mặt trời của tháng 8 rất là đẹp. Tháng 8 là mùa thu, có những cái nắng hanh vàng, có những làn nước trong vắt của ao mùa thu, cảm giác rất là tuyệt vời quý vị ạ. Minh Cương xin đưa một chút hình ảnh về quê hương thôn Thờ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tới quý cô bác anh chị em gần xa. Mục đích là các hình ảnh đẹp đó được bà con xa gần biết tới. Bởi vì trong mỗi chúng ta có những người phải xa xứ làm ăn, thậm chí ở bên nước ngoài, thậm chí ở xa quê, có thể miền Bắc nhưng ở vùng xa, có thể miền Nam hoặc là một số nơi khác, họ không phải lúc nào cũng có điều kiện về được. Và các cái hình ảnh này mang tới những cô bác anh em chị em gần xa cũng là một chút, có thể khi rảnh quý vị và các bạn xem cũng là một chút vui, một chút yêu đời, một chút hướng về quê hương. Đó cũng là rất là tuyệt vời quý vị ạ.